Các cuộc đình công gây thiệt hại cho đầu tư ở Nam Phi. Các cuộc đình công đã trở nên rất phổ biến ở Nam Phi, một trong các quốc gia có các vấn đề lao động tồi tệ nhất trên thế giới. Trong những năm qua, Nam Phi đã chứng kiến một làn sóng tình trạng bất ổn lao động, đôi khi dẫn đến bạo lực, đặc biệt là trong ngành công nghiệp khai thác mỏ. Cuộc đình công mới nhất đã kéo dài 4 tuần với hàng chục ngàn nhân viên trong lĩnh vực sản xuất đồ phụ tùng xe vừa mới kết thúc vào hôm Chủ nhật khi các công đoàn đồng ý một thỏa thuận tiền lương. Trước đó đã có một cuộc đình công khác của 30.000 công nhân trong ngành công nghiệp xe hơi đã làm tổn thất 2 tỷ Mỹ Kim. Ngành công nghiệp xe hơi là một trong những điểm sáng của Nam Phi, chiếm 6% GDP của nước này, và tình trạng bất ổn lao động đã làm chậm tăng trưởng kinh tế. Một số nhà sản xuất xe hơi như BMW hiện đang xem xét lại việc đầu tư vào Nam Phi, nơi mà sự gia tăng lương đã không dẫn đến năng suất cao hơn. Tình trạng bất ổn lao động là một mối quan tâm cho ngân hàng trung ương và đã là nguyên nhân dẫn đến một số lần mức xếp hạng tín dụng của Nam Phi bị cắt giảm. Bộ trưởng Tài chính, ông Pravin Gordhan, cho rằng những người tuyển dụng nhân công và các công đoàn phải thay đổi cách suy tính của họ, phải có một cách suy tính xây dựng để tránh các cuộc đình công kéo dài là yếu tố rất quan trọng để tạo được sự tin tưởng. Sự tin tưởng rất quan trọng đối với một nước như Nam Phi phụ thuộc nhiều vào dòng vốn nước ngoài. Tỷ lệ thất nghiệp đã đứng xung quanh mức 25% trong nhiều năm qua. Quỹ Tiền tệ Quốc tế cho rằng Nam Phi cần phải sửa chữa tương lai ngay từ ngày hôm nay. Chính phủ cần phải cùng với các doanh nghiệp và người lao động tìm ra một giải pháp chung và tạo thêm việc làm. Một điều rõ ràng đó là nếu không có cải cách cơ cấu để thúc đẩy tăng trưởng và tạo ra công việc làm, Nam Phi có thể gặp nhiều khó khăn để lấy lại lợi thế cạnh tranh của mình.